Rồi có lời chúc là gì trên khán giả không? Rồi chúc khán giả nhớ có đi Tuy Hòa, ghé anh Cổ Hoàng ủng hộ được đâu. Đấy là không phải lời chúc nha, chúc là khác. Chúc Lâm Vinh mến chào quý anh chị, cô chú cùng toàn thể các bạn đã quay trở lại với kênh Quyên Vlog. Thì khoảng độ hơn một tháng nữa là sắp tới Tết, năm mới Tết ta cả nhà. Thì ở đây mình ghé vào trong chợ lớn Tuy Hòa, có một cái không gian quầy bán cái đồ mà trưng bày Tết cảnh rất là đẹp. Bây giờ mình muốn truyền tải cái video này đến quý khán giả, mọi người cùng theo trong mình bước qua gian hàng nha. Sớm giờ mình đi ở chợ lớn Tuy Hòa cả nhà, đi mãi mà bây giờ đã 1 giờ chiều mà mình đi chưa hết cái chợ lớn, mà mình vào trong đây mình phát hiện ra trong đây có những cái gian hàng bán rất là đặc biệt. Ở ngoài kia có chị bình dân, thì bước vào trong đây mình có thấy là chị Thái của cô Hoàng. Cạnh bên cô Hoàng là còn có sinh tố của Thận, mà mình không biết ở đây chủ nhân là ai, có lẽ là cô đang ngồi ở chỗ đây cả nhà. Con chào cô Hoàng. Chào con. Đây là cô là cô chủ luôn hả? Chủ. Dạ. Tên cô là Hoàng. Dạ, cố gắng em biết hãy nói cho rõ khán giả nghe. Nay giao lưu với bà con cũng rất là vui. Vào đây thấy cái gian hàng chè của cô là khá đồ sộ đấy. Cô giới thiệu cho khán giả cô Hoàng. Bao nhiêu tuổi rồi cô? Cô hả? Cô 68 tuổi rồi. 68 tuổi rồi cô. Tên là cô Hoàng. Dạ. Chị Thái. Tại chợ thì sẽ Tuy Hòa, chợ lớn thì dạ. Tuy Hòa đây. Cô Hoàng bán chè đi lâu chưa cô Hoàng? Bán chè lâu rồi. Nhiều năm rồi. Chè rất ngon và rẻ. Chắc bán từ hầu còn trai trẻ hả? Bán hồi còn mới 30 tuổi à. Mới 30 tuổi bây giờ nhiêu rồi? Cho nên 68 tuổi, 28 năm. 28 năm hả? Vậy bán hầu 40 tuổi chứ? 30 thì 30 thì nay 68 là 28 năm. 38 năm bán chè. Bây giờ có mấy nhà lầu rồi? Hả? Không, cũng bình thường à, không có lầu rồi đó. Dạ. Nói chung là cô bán chè từ 38 năm, các bạn thấy không? Chắc là hồi xưa là cái quán nó nhỏ nhỏ hơn cô. Ôi trời đây. Hay là nó vẫn phát triển cái gì không? Bán cũng bình thường. Quá lâu à. Tức là 38 năm là cô bán tại đây luôn. Bán tại chợ lớn Tuy Hòa đây luôn. Dạ. Cô ở đây món chè đặc biệt cho cô giới thiệu cho khán giả. Cô là chủ chè ở đây là 15.000 ly chè Thái. Dạ. Có gì đâu cô? Đâu cô giới thiệu cho con đâu có rành vừa chè đâu. Có đầy đủ trái cây nè. Đầy đủ 15.000 ly. Ví dụ như chè Thái là giờ cô bỏ gì vô? Bỏ sầu riêng. Sầu riêng rồi gồm gì nữa? Như cốt dừa, sữa. Nhìn đặc biệt không cả nha? Thấy rất là đẹp mắt luôn á. Cô như bình quân khách rồi đến đông không? Ít ngày ít khách á. Không biết là mùa nắng từ đây đổ tới chắc được nè, bữa giờ là mưa. Mùa nắng này được. Chứ mùa này thì bán chậm quá. Dạ. Như cô là bán bao nhiêu một ly vậy cô? 15.000, 15k. 15.000 dạ. Thì bình quân con thấy chị Thái 15.000 ở chợ Tuy Hòa là rẻ đấy. Tại vì trong kia con thấy người ta bán tới 17.000. Nhưng mà cô bán 15.000, con thấy trái cây là quá ok luôn. Ủa cô Hoàng, con thấy cô ngồi bán chè ra còn có những cái món đặc sản gì đặc biệt đây nè? Đặc sản là gồm có là hành, ớt, me, những món tôm rượu, xay. Mấy cái món đấy là tự cô làm hả? Làm nhà làm á. Nhà làm. Có mấy cái loại gì đây? Đây là ớt. Ớt hải sản. Ớt mà màu nhìn đẹp á. Để mà ăn gà hay là tôm mực rồi đó. Hay là trứng lộn. Mọi này. Nghe là mê dứt. Mê đấy để mình làm gì đấy? Mình làm hết. Nấu chua hả? Mê đấy mình nấu chua mình bỏ vô hay là sao? Không, mình ăn không à, lấy muỗng múc ăn à. Dạ. Qua chỗ kia con thấy có hàng khô nữa đây hả? Cá hay gì đây à? Mắm rồi chứ. Tỏi. Đẹp rim. Đây đây cô. Đây là gì đây? Me đát rim. Đát rồi mình ở chi luôn hả? Không, mình đỡ ai mua hũ mình bán. Hũ luôn. Hũ
vậy là cô lấy nghìn. Qua bên chú kia sáng con cả đến chỗ chú bên kia hữu hạt đét giá 45. Còn đây đây cơm có quá bánh cá cơm. Dạ. Bên cạnh đá bán kèm mắm cá cơm. Hủ khá đi nhiêu hủ đây? À, cái này hả? Mới đây mực rim. Mực rim nhiêu hủ? 40. Mực cái thâu cho nhậu đẻ đó. Nhậu đẻ đó. Rồi. Cô lấy con cô thử nhìn nó hấp dẫn chứ. Ngon lắm. Mực cái mà nhậu là y bài. Nhậu là y bài luôn á. Coi nè. Cô bán khách 50, con có lấy cô đợi cho 40 cũng được. Tặng không vậy chứ. Đỡ 40. Tặng không lỗ tôi đâu. Hủ là 5.000 à. Dạ. Để lấy rồi cũng mua ủng hộ cho cô. Dạ. Dưới có cá rồi mắm rồi đầy đủ đấy hả? Cá mắm rồi đầy đủ hết á. Mắm này mắm như này, những cá cơm ngon. Mắm cá cơm ngon đúng rồi. Hai loại luôn hả? Ừ, hai loại. Mắm đây còn biết ăn gì ngon không? Mắm đây ăn rau lan luộc. Rau lan mà còn thấy có món nữa, bánh xèo ấy. Đây là bánh xèo. Bánh xèo nấu ăn y bài luôn á. Thịt ba chỉ luộc rồi đó. Dạ. Ăn y bài luôn. Cạnh quay cô cũng có bán giống cô luôn hả? À. Bán gì lượng khách nồng bị phân tán đây chứ? À, phân tán chứ. Dạ. Rồi cô làm đây hồi xưa giờ nó khó khăn đồ không? Hay là thuận lợi không? Công việc đó, chia sẻ khán giả. Cô về là bán chủ yếu các gái phụ. Cô về là bán chủ yếu đây, các gái bơ nè. Gái bơ đây nè. Gái cô hơn. À, gái cô này nhiêu tuổi đó? 39 tuổi hả? Ừ. Chị mấy cháu vậy chị? Một cháu rồi. Xin thêm ai nha. Tiết kiệm quá hả? Tiết kiệm à. Khó cô, khăn quá nín rồi. Bữa nay nhân viên con gặp đến với kênh Phim Vlog á, giao lưu bà con nè. Cô Hoàng có lời gì gửi đến bà con trên kênh rồi chứ? Phú Yên xứ nẫu rồi thấy mình nhé. Cô có lời chúc là gì trên khán giả không? Thôi chúc khán giả nhớ có đi Tuy Hòa, ghé anh Cô Hoàng ủng hộ được rồi. Đấy là không phải lời chúc nha, chúc là cái này. Chúc đấy là lời kêu gọi ủng hộ. Khán giả được vui vẻ, mạnh khỏe. Đón Tết bình an hạnh phúc. Nói chung thì cô Hoàng nay bà cũng lớn tuổi cả nhà, cho nên nói trên ống kính thì nó cũng hơi ít suôn sẻ hơn mọi người. Thì mọi người đến chợ Tuy Hòa thì ghé vào đây ủng hộ cho cô. Chỉ muốn chị Thái đặc biệt có sầu riêng mà có 15.000 thôi cả nha. Rất là rẻ. Mình thấy hết các youtuber ngoài tỉnh hình như cũng có ghé đến Tuy Hòa mình mấy lần rồi. Có quay những gian hàng của cô nè cả nha. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Chúc quý khán giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi mới nhất từ kênh Phim Vlog. YouTube đây coi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn.